Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với cuộc thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị và các bạn, thì như chúng tôi cũng đã giới thiệu, chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc bàn về cái vấn đề là Việt Nam Airlines và nhiều những cái hãng khác ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ phá sản, mà có một phần nguyên nhân là do đại dịch COVID-19. Nhưng tất nhiên là họ cũng có những cái vấn đề riêng của họ, chứ không hẳn là do khách quan. Và vì vậy thì chúng ta sẽ rất là cần những cái kiến thức và phân tích của một người có chuyên môn, đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông sẽ cho chúng ta biết là những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng này, và liệu là những cái hãng đó có cái lối thoát nào hay không. Và với những độc giả, khán thính giả mà chưa biết giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là ai, thì tôi xin được giới thiệu, đó là ông là một giáo sư dạy ngành thạc sĩ MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Và với bằng tiến sĩ thì ông cũng tham gia bình luận về kinh tế rất là nhiều trên các kênh truyền thông ở hải ngoại trong hơn 15 năm qua. Và ông cũng làm giám đốc hành chính và là chuyên gia cho những công ty lớn của Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Vâng, kính chào anh Tôn, kính chào quý khán thính giả đồng hương trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng tôi cũng hiểu rằng là ở cái giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với đại dịch với cái quy mô nó ngày càng nghiêm trọng hơn, với số người nhiễm có thể lên đến hàng trăm ca một ngày. Và với cái việc là nhiều người không được đi lại, rồi thì các thành phố, các thị xã, thị trấn liên tục là bị đóng cửa để ngăn chặn dịch, vân vân, thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế, từ cái hoạt động bán hàng quán cho đến việc đi lại của người dân. Và ngành giao thông vận tải thì cũng bị vạ lây, như là các cái hãng xe cộ hay là máy bay, thì trong đó Vietnam Airlines cũng đứng trước những cái bài toán rất là khó khăn. Và những cái con số mới đây như báo chí Việt Nam tường thuật thì cái hãng này đứng trước cái nguy cơ vỡ nợ. Vậy thì trước hết là xin giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc tóm tắt cho là cái tình trạng kinh doanh của cái hãng này năm 2019 và năm 2020 nó như thế nào ạ? Vâng, tình trạng kinh doanh của Vietnam Airlines trong năm 2019 rất là khả quan. Lợi tức lợi nhuận rất là cao, và nhất là cái tỷ lệ lợi nhuận so với lợi tức. Tuy nhiên, trong năm 2019, Vietnam Airlines đã có một cái số nợ dài hạn và ngắn hạn rất cao trước khi đi vào cái tình trạng COVID của hiện tại. Trong năm 2020, và Vietnam Airlines đã gặp nhiều khó khăn nhưng mà kiềm chế được COVID thứ tư ở trên thế giới, và Việt Nam đang gọi là vận tải 6 tháng đầu, như quý vị đã thấy trong báo chí, họ thấy rằng cái sự lỗ lã đó đến 10.000 tỷ đồng, con số đó rất là lớn, có nghĩa là tương đương khoảng 4 tỷ đô la. Cái khả năng trả nợ nó rất là khó khăn, là tại vì trong đó một cái số tiền khoảng 6.000 tỷ đó là phải trả liền trong những cái nợ ngắn hạn mà ngân hàng họ đòi phải trả. Sở dĩ có những cái bình luận nói về khánh tận đó, nếu quý vị hiểu được cái luật khánh tận của trên qua công ty bị khánh tận, là khi những người chủ nợ, trong trường hợp này là những ngân hàng của Việt Nam Airlines, đòi nợ đến lúc mà nhất là nợ ngắn hạn, có nghĩa là cho dưới một năm, mà không trả được trong vòng mấy tháng liên tiếp, thì họ kéo nhau ra tòa, thì bắt buộc công ty này phải đi vào tình trạng khánh tận, có nghĩa là khai bankruptcy. Thì đây là cái ngưỡng cửa mà Việt Nam Airlines đang đối đầu. Những ngân hàng họ không thấy có sự gọi là, mặc dầu chính phủ tuyên bố sẽ có những cái chương trình tài trợ cho vay nợ, bảo trợ vay nợ, nhưng chưa thấy, cho nên những ngân hàng này họ không gia hạn cái nợ ngắn hạn. Và đây là tình trạng hiện tại thôi. Vâng ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ, thì cái tình trạng mà Việt Nam Airlines nó bị đẩy đến ngấp nghé mức vỡ nợ, tức là họ không có cái nguồn tiền để trả ngay lập tức, thì chúng ta cũng nhìn thấy dễ dàng đó là do cái tình trạng đại dịch nó làm cho người ta không có nguồn thu thì là một phần, nhưng mà
Ngoài ra thì có phải là có những cái vấn đề về cơ cấu hoạt động của họ, bởi vì họ là một cái công ty nhà nước, thành ra có nhiều cái nó cũng bất ổn trong cái cách điều hành quản lý hay không ạ? Thì xin giáo Vâng. sư thêm ạ. Trước khi nói đến Việt Nam Airlines thì mình hãy nhìn vào kỹ nghệ hàng không nói chung trên thế giới. Đó là một kỹ nghệ mà cái gọi là cái vốn vốn gọi là cố động đó, có nghĩa là chi phí cố động đó, nó fixed cost đó, nó rất là cao. Tại sao? Một hãng hàng không máy bay thì quý vị biết rồi, cái chi phí lớn trong đó là máy bay thuê hoặc là mua máy bay. Cái vốn cố động nhiều. Nhưng mà trên 50% cái chi phí của những cái công ty hàng không của Hoa Kỳ đó là trả cho nhân viên, trong đó phi công và nhân viên. Và một công ty của Hoa Kỳ đó trung bình là sau khi mà đã có doanh thu rồi và trả xong chi phí thì cái lợi tức, có nghĩa là net profit đó, từ 6% cho tới 13%, không cao hơn. Cái sự thành công của một công ty hàng không là phải tùy thuộc vào cái số bay, cái đường bay rất là nhiều. Mỗi đường bay đều phải có doanh thu và chiếc máy bay đó phải chở ít lắm là 70% cái số khách mà có thể máy bay có thể chứa. Để chi? Để mỗi một đường bay nó có doanh thu và có lợi nhuận thì đường dài thì mới tồn tại nổi. Thành ra khi COVID mà hoành hành ở Việt Nam, nhất là cái dạng lây lan nhiều, thì chúng ta không ngạc nhiên là số người đi giảm nhiều. Mà xin nói chung nên kỹ nghệ hàng không, ngoại trừ ra trong cái thời COVID là kỹ nghệ những cái quán ăn hay là dịch vụ hay khách sạn, kỹ nghệ hàng không là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Là tại sao? Quý vị hình dung một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay phần nhiều là ngồi sát với nhau. Nếu mà máy bay đó muốn chở đi 70% cái khả năng lượng của máy bay đó, mà bây giờ ngồi, nếu mà cách ly đi nữa, một ghế có người, một ghế trống, một ghế có người đi nữa, thì máy bay đó vô tình đã giảm xuống 50% rồi. Trong đó chưa kể là số người ngần ngại họ không bay. Rồi cái thứ nhì nữa là trong một cái không khí bịt bùng, gọi là cái không khí nó không được thoáng, thì cái sự lây lan đó, ở trong một người mà trong bị máy bay mà ho lên một cái lây lan lên đó, mà không thử nghiệm hay là không có mang mask, ngay cả mang mask cũng vậy, là lây lan rất nhiều. Thành ra đó là cái lý do mà kỹ nghệ hàng không là bị ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới, chứ không phải chỉ Việt Nam thôi. Vâng ạ. Thưa giáo sư thì thưa giáo sư tiến sĩ thì tất nhiên là rất là nhiều người người ta cũng hình dung được ra rằng cái đại dịch nó gây ra cái tác động rất là trực tiếp, nhưng mà nhiều người thì họ cũng đặt ra cái câu hỏi là phải chăng là do Việt Nam Airlines họ cũng vận hành theo cái kiểu quốc doanh nhiều quá, tức là nhiều những cái chi phí rồi các cái cách quản lý tiền nong nó cũng nhập nhèm, nó không rõ ràng. Cho nên là cái số nợ nó cũng dễ bị là tăng lên chẳng hạn. Nhưng người ta nói là giữa cái thời đại dịch này đã không kinh doanh không ra tiền rồi, nhưng mà Việt Nam lại vẫn tiến hành những cái chuyến bay gọi là mang tính chất tài trợ cho chính phủ chẳng hạn nha, đi chở vaccine miễn phí chẳng hạn, tức là những cái việc mang tính từ thiện cộng đồng như vậy, thì rõ ràng là nó đã lỗ thì nó càng thêm lỗ. Thì xin giáo sư giải thích thêm về cái sự khác biệt giữa cái hãng Việt Nam Airlines này với những cái hãng khác của tư nhân hoặc của ở Mỹ. Vâng. Về cái tính minh bạch, về cái cách quản lý hiện đại và rõ ràng nó có gì khác nhau. Vâng, đây là cái điểm chính. Cái khác biệt giữa một công ty hoàn toàn do tư nhân, có nghĩa là do không có chính phủ là gọi là có cổ phần trong đó, trong khi Việt Nam Nam thì có chính phủ của Việt Nam có cổ phần nhiều, ở trong bên Trung Quốc cũng vậy. Thì cái sự gọi là uyển chuyển thay đổi và tái cấu trúc, có nghĩa là restructuring, nó luôn luôn nó chậm hơn. Chưa kể đến là trong đó có thể nhân viên đó là nhân viên của chính phủ hay nhân viên bà con thân hữu của chính phủ, họ không tha thải được. Thành ra uyển chuyển, như tôi đã trình bày, trên 40 đến 50% chi phí của một hãng hàng không là trả tiền nhân viên, mà không uyển chuyển thay đổi đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Và một cái điều mà nó phức tạp hơn nữa là một khi mà cái thời điểm mà máy bay bị đóng ụ đó, có nghĩa là máy bay bị nằm đó, trên Hoa Kỳ đó, trong năm 2020, cái khoảng cao điểm nhất là tháng 6 đó, là trên trên 2.200 chiếc máy bay bị đóng ụ, có nghĩa nằm tại chỗ, và vô số máy bay được sa thải vĩnh viễn, có nghĩa là đem vứt bỏ đi. Những máy bay cũ mà không xài hay là máy bay mà nhiên liệu không tốt, không xài, vứt bỏ hoàn toàn. Đó là cái khác biệt. Những cái công ty
mặc dù cũng bị vấn nạn như Vietnam Airlines như là American Airlines hay là Southwest. Southwest là một cái công ty và gọi là có thể gọi là tân tiến nhất và gọi là hữu hiệu nhất trong kỹ nghệ hàng không của Hoa Kỳ. Đó là một công ty mà họ thay đổi quyển chuyển rất nhanh. Họ liền lập tức họ thay đổi cái số số nhân viên, và một số thì họ cho hồi hưu sớm, một số thì họ cho nghỉ dài hạn không lấy lương, nhưng mà không phải sa thải, là tại bên Hoa Kỳ họ có cái chương trình PPP loan để tiếp trợ, Hoa Kỳ đã tiếp trợ, nhưng mà những airline này vẫn cho nhân viên nghỉ mà vẫn nhận được tiếp trợ, thành ra họ có nhiều cách để quyển chuyển. Và những cái máy bay đó mà một khi nằm đóng ổ đó thì muốn mà bay trở lại một thời gian lâu dài nó rất là khó khăn. Thành ra thật sự ra khi mà máy bay không sử dụng và Vietnam Airlines dùng đó để đi chở vaccine hay là làm những việc từ thiện thì tôi ủng hộ chương trình đó. Nhưng mà nó phải có một cái giới hạn nào đó, và nếu một chuyến máy bay mà ngoại trừ ra có những công việc hữu ích để mà giúp đỡ cho quốc gia để chuyển vaccine hay này nọ đó, còn những cái chuyến bay nào từng chuyến bay một phải có lợi tức và phải có lợi nhuận, có nghĩa rằng hàng không Hoa Kỳ nó luân chuyển, khi mà nó thay đổi đó thì họ có thể họ giảm đi đường bay, họ thay vì một ngày 10 đường bay họ giảm lại 2 đường bay, 3 đường bay, và có nhiều đường bay họ không bay luôn, và đường bay nội địa hay ngoại quốc nó khác, đường bay dài hạn ngắn hạn nó khác. Đó là một khoa học scheduling mà họ phải tiếp diễn thành. Vâng. Chúng ta cũng có thể là xem xét thêm về cái yếu tố nữa là cái sự cạnh tranh ở trong thị trường của Việt Nam. Trước đây thì Vietnam Airlines nó như là làm mưa làm gió bởi vì họ chỉ có một mình thôi. Nhưng mà gần đây thì chúng ta cũng thấy mọc thêm ra những cái hãng khác như là Bamboo Airlines hay là những cái hãng nhỏ hơn cạnh tranh với họ, thì phải chăng là đây cũng là một cái yếu tố làm cho họ bị rơi rụng, bị cụt chân cụt tay và bị thiệt hại vì cái sự cạnh tranh, thì xin giáo sư và xin giáo sư tiến sĩ phân tích ạ. Dạ vâng. Thưa, thật sự ra cái tình trạng của Bamboo Airlines và Vietjet mặc dù khả quan hơn Vietnam Airlines nhưng mà cũng 1-8, 1-10 trong tình trạng cũng khá bi đát. Vietjet là một công ty như quý vị biết rồi, do một nữ doanh nhân làm tổng giám đốc rất là nổi tiếng, và công ty này đã thành công vượt bậc trong một thời gian gọi là rất là ngắn hạn. Nhưng mà hiện tại công ty này đang tuyên bố là đang thiếu 10.000 tỷ đô la để chi phí hỗ trợ cho cái thời gian khó khăn này, có nghĩa là khoảng 4 tỷ đô la cần phải có mà họ không có, trong khi Bamboo Airlines như vậy. Nhưng mà Vietnam Airlines là tình trạng tệ nhất, là tại vì hiện tại là họ thiếu nợ rất nhiều và không có khả năng trả nợ trong cái thời gian ngắn, họ đã gọi là quá hạn cái nợ ngắn hạn, mà ngân hàng thì không chịu gia hạn, thì ngân hàng họ có thể kéo ra trừ khi luật chính phủ ban ra hứa bảo đảm cái gói nợ này hay là bứa dài hạn thì cái chương trình khánh tận nó được kéo dài. Thật sự ra đường dài đó thì những công ty này cần cứu vớt, là tại vì kinh tế sau khi có vaccine, nhất là bên Hoa Kỳ bây giờ đã có trên 1 triệu liều vaccine sắp sửa vứt bỏ, là có thể sẽ cho thêm thế giới, và Việt Nam đã đặt mua hàng trên 1 tỷ đô la cho Pfizer BioNTech, có nghĩa là trong 1 năm 2 năm thì nó sẽ được cứu vãn. Nhưng mà cái khác biệt đây là 6-8 tháng tới đây cái tiền nợ phải giải quyết như thế nào? Thưa giáo sư tiến sĩ, thì Vietnam Airlines nó được gọi là flag carrier, national flag carrier, tức là cái hãng hàng không quốc gia, hãng mà đại diện cho cả một đất nước, thì chắc rằng là chính phủ thì họ cũng không để cho Vietnam Airlines chết đúng không ạ? Vậy thì cái bàn tay can thiệp của chính phủ trong trường hợp này nó là như thế nào, và liệu là người ta sẽ phải làm những cái động thái gì, chẳng hạn như là cũng vẫn phải cắt gọt bớt cái Vietnam Airlines đi, cắt bỏ bớt những cái công ty râu ria trong cái tập đoàn này và chỉ giữ lại cái phần chính, và nhà nước cũng sẽ phải bỏ ra một đống tiền to để cứu như thế nào, thì xin giáo sư tiến sĩ phá họa ra để cho mọi người cũng có thể hiểu được ạ. Chúng ta hãy nhìn lại cái kỷ niệm, cái gọi là cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong cái thời, những cái thời mà không phải là COVID hay là xa hay này nọ, nhưng mà trong cái thời mà khủng hoảng kinh tế đó,
những cái công ty mà lớn quá là lớn đó, nó gọi là too big to fail, những công ty rất lớn mà không thể bỏ để cho họ thánh đặng được, là vì nó có cái ảnh hưởng dây chuyền. Trong trường hợp này Vietnam Airlines chẳng những là công ty gọi là có tính cách, mang tính cách quốc gia, danh dự của quốc gia và công ty lớn nhất hàng không, mà nó ảnh hưởng đến sự bành trướng kinh tế, thì Việt Nam chắc chắn là không có bỏ cái cơ hội để cứu vớt cái công ty này. Tuy nhiên, phải học hỏi những cái sự cứu vớt của Hoa Kỳ. Khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái chương trình chính phủ đưa ra tài trợ hay là cứu vớt hay là cho vay mượn, họ có một cái chương trình gọi là tái cấu trúc rất là chặt chẽ. Họ theo dõi và họ họp nhau hàng tháng, hàng tuần để biết rằng bây giờ chúng tôi chính phủ cứu giúp, nhưng mà các anh phải chỉnh đốn như thế nào, và cái đường phải cho biết là những đường bay nào có lợi nhuận lợi tức, và những cái tài sản nào không có hữu hiệu phải bỏ đi, những chiếc máy bay nào bay mà tốn kém nhiên liệu, và nhất là nhiên liệu gần đây bắt đầu trên đường lên thang, những máy bay nào tốn kém nhiên liệu nào có thể phải sa thải và phới bỏ, và thương lượng với những cái hãng máy bay có thể là họ lấy lại những chiếc máy bay đó hay bán đi bớt một vài chiếc máy bay, có nghĩa là cái consolidation, có nghĩa là tóm gu lại. Và ngay cả những cái chương trình là như ví dụ như có tài sản nào mà không chính yếu vào trong hàng không, những tài sản nào đó có thể bán đi để tạo nên cash thì cũng phải làm. Thành ra cái chương trình gọi là tái cấu trúc này đó, nó phải đa dạng mà rất là uyển chuyển. Chính phủ nên thu mượn hay là nhờ một công ty mà chuyên viên về tái cấu trúc, đó là trong đó ví dụ như Boston Consulting Group hay là những cái công ty họ cố vấn tư vấn, và chính phủ bớt gọi là xen vào quyết định của công ty này để có thể thay đổi cái tình trạng. Ở đây là một cái chương trình dài hạn mà cần phải làm gấp rút, như là lửa gọi là như là cứu lửa trong khi căn nhà mình bị cháy, mình không thể trì trệ được. Và những cái chương trình nào mà hồi xưa tới giờ thấy rằng không thể bỏ được, có thể bỏ được, thì chi phí phải giảm đi, vì lợi tức lợi nhuận của công ty này sẽ ảnh hưởng vào dài hạn, nhất là doanh thu là revenue. Kỹ nghệ hàng không họ nói rằng doanh thu của kỹ nghệ hàng không muốn trở lại bình thường 100% thì ít là phải đến 2024. 2021 thì nó bắt đầu nó cân bằng lại, nó không sụt nữa, nhưng mà 22 là chỉ một phần nào, 23 rồi 24 mới trở lại bình thường. Thật ra đây là con đường dài hạn. Thưa giáo sư tiến sĩ, thì như chúng ta cũng đã nói đến là ở cái Việt Nam, ở đất nước Việt Nam thì nó có một cái đặc thù, đó là các cái hãng này nó là hãng nhà nước, vì vậy thì người ta sẽ không phải mà dễ dàng họ từ bỏ, vì là như giáo sư tiến sĩ cũng đã nhắc đến là nó còn liên quan đến chuyện thân quen, cái chế độ thân quen, vì người ta đưa con cái người ta vào làm các vị trí này vị trí kia rồi mở ra các công ty con, lúc mà nó làm ăn ngon lành thì không sao vì là nó còn có nguồn tiền, nhưng bây giờ mà chặt đi thì tự họ sẽ làm hại họ đầu tiên. Thì liệu là họ có dám đau đớn làm cái điều này không, hay là họ cũng chỉ làm cho hình thức, và cuối cùng thì bầu sữa nhà nước lại è cổ ra để nuôi những cái công ty nhà nước này, và tất nhiên là người dân thì lại phải è cổ ra để đóng thuế ạ? Vâng, tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam nếu mà thức tỉnh thấy cái đe dọa này, mà không phải chỉ cho Việt Nam Airlines, mà không đó sẽ có cái Bamboo Airlines hay là Vietjet nữa, là những công ty mà sẽ đi theo cái đường đi của Vietnam Airlines. Ở Vietnam Airlines tệ trạng như vậy là tại thiếu nợ rất nhiều. Họ đã mua những chiếc máy bay mới và cái chi phí nhân viên của họ cũng rất nhiều. Và cái nợ của họ, họ không có khả năng trả nợ, đã quá hạn rồi. Thành ra nó như là lửa đang cháy ở từng số một của căn nhà. Cái quan trọng hơn hết đó, là một cái chương trình tái cấu trúc đó, là chính phủ phải hoàn toàn rút khỏi bàn tay ra để tạo nên cái sự tin tưởng của những ngân hàng. Tại vì những ngân hàng này là những ngân hàng tư nhân, họ sẽ quyết định coi cái sự chương trình tái cấu trúc này có cái gọi là tia sáng cuối đường hầm cho công ty này hay không. Và họ phải tiên đoán rằng trong quý 1, quý 2, quý 3 của 21, 22, 23 nó sẽ như thế nào. Thì cái chương trình gọi là họ gia hạn cái gói nợ
để từ từ trả thì mới xảy ra được. Cái quan trọng hơn hết á, là phải giảm như thế nào để nó cân bằng cái đường bay phải được phục vụ và phục vụ hữu hiệu có lợi tức lợi nhuận. Trong khi đó mình nên quên rằng một những chiếc máy bay mới mà xăng nhớt rất là hữu hiệu thì phải bay, còn máy bay nào cũ thì phải đóng ổ hay là sa thải luôn. Và những phi công nào mà lương thấp thì giữ, những phi công nào mà lương cao mà thiếu kinh nghiệm nên sa thải. Là tại sao? Là tại vì đó, những phi công theo luật của phi công quốc tế đó, và của Việt Nam đó, những phi công nào mà không bay một thời gian đó, mà không có đủ giờ bay đó, thì họ không thể bay được. Thành ra nó phải thay đổi đa dạng từ cái asset, có nghĩa là những cái vốn luyến mà cố động, rồi cộng thêm cái đường bay, rồi cộng thêm nhân viên của công ty và ngay cả những người phi công. Thành ra đây là con đường dài. Vì hiện tại nếu rằng kinh tế của Việt Nam tùy thuộc vào đường bay rất nhiều, đường hỏa xa từ Bắc đến Nam nó chưa có những cái đường cao tốc nhanh. Thành ra vận chuyển hỏa xa phần nhiều là cho hành hóa hay là đi rất là chậm. Còn đường xe cộ thì rất khó. Thành ra cái hệ thống máy bay nó phải là cái mạch máu chính để cho quốc tế tiếp tục đầu tư. Thành ra đó là một cái điều mà nếu chính phủ Việt Nam gọi là muốn cứu vãn là phải làm một cách rất là hữu hiệu theo đường lối của private enterprise, có nghĩa là không có chính phủ nhúng tay vào cái sự tái cấu trúc này. Chúng ta nên nhớ là GDP Việt Nam chỉ có 350 tỷ đô la thôi. Đó. Mà bây giờ đó, một hãng hàng không mà trong một năm hay 6 tháng đã lỗ 4 tỷ đô la rồi. 3-4 hãng hàng không nữa thì bao lâu cái GDP của Việt Nam có thể chịu đựng được để tiếp tục cứu vãn. Đây là một cái chuyện rất là quan trọng chứ không thể làm lơ là được. Là tại vì những công ty ngân hàng họ sẽ là cái người gọi là tòa phán quyết là cái chương trình này cứu vớt nó có được hữu hiệu hay không. Vâng, đấy là những cái phân tích rất là hay ạ. Thưa giáo sư thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều thì xin được hỏi giáo sư tiến sĩ là nếu mà đưa ra một cái ví dụ mang tính gọi là để học tập thì có cái điển hình nào sáng chói ở Mỹ trong cái chuyện giải cứu những cái hãng vỡ nợ như thế này? Chẳng hạn như cái hãng hàng không nào của Mỹ mà đã từng ở trong cái tình trạng rất là nguy kịch nhưng mà sau đó thì được chính phủ Mỹ tung tiền ra cứu và cũng đồng thời là có những cái giám sát nhất định và cuối cùng họ đã quay lại rất là ngoạn mục, thì xin giáo sư tiến sĩ đưa ra một cái ví dụ ạ. Vâng. Chúng ta thấy rằng trong cái thời pandemic này đó, gọi là cái nạn virus Vũ Hán của 2019 này đó, là kỹ nghệ của Hoa Kỳ, nhất là hãng hàng không, đã bị lỗ lã không thể tưởng tượng được. Có nghĩa rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tung ra một cái chương trình cứu trợ là 50 tỷ đô la, trong đó trên phân nửa 25 tỷ đô la là chương trình PPP loan, có nghĩa là tài trợ để giúp cho những hãng hàng không này trả tiền nhân viên để không sa thải, và nếu trả tiền nhân viên thì họ sẽ được gọi là tha bổng cái nợ đó luôn. 25 tỷ này đã được tha bổng và 25 tỷ khác là cho vay nợ. Trong khi vay nợ đó thì những công ty của Hoa Kỳ chẳng những họ dùng cái số tiền đó họ vay nợ, họ lấy được 25 tỷ họ trả lương, nhưng mà họ chỉnh đốn rất nhiều. American Airlines là một cái hãng thiếu nợ rất nhiều, nó cũng tương tự như là Vietnam Airlines thiếu nợ rất là nhiều. Trong khi đó mỗi công ty mà tư nhân mà rất hữu hiệu đó là Southwest Airlines. Đó là công ty mà họ đi tiên quyết để quyển chuyển thay đổi. Chúng ta nên nhớ rằng Southwest Airlines hoặc là công ty một cái hãng máy bay đó, họ đã bắt đầu họ khởi xướng bằng cách là một công ty mà lợi tức gọi là cái tỷ lệ nó cao nhất. Là tại sao? Những chi phí nào không cần thiết họ vứt bỏ hết. Trong quá khứ những kỹ nghệ của hàng không là cho lên máy bay là cho ăn những món ăn, nhưng mà khi Southwest Airlines họ nói rằng khách hàng bây giờ cho ăn không thành vấn đề, miễn làm sao tìm giá rẻ và đi nhanh và hành lý không bị trễ thì họ đi, cho nên họ cắt bỏ những món ăn, ngay cả từng một viên đậu phộng hay một ly nước họ cũng tính vào trong đó những cái chi phí. Còn ví dụ như một cái thời điểm xa xưa rồi, hãng America West là một công ty của tư nhân của Hoa Kỳ phía bên miền Tây của Hoa Kỳ đó, đang đi vào kháng tận, một tổng giám đốc vào, họ gọi là tái cấu trúc,
trong vòng chỉ có 2-3 năm công ty trở thành là một công ty sáng chói nhất trong hãng hàng không, là tại vì họ sửa đổi hết. Có nghĩa là tất cả chi phí cố động, chi phí thay đổi vận chuyển đều được coi có cần thiết hay không. Và Southwest, một cái điểm nữa mà họ là một cái công ty mà hàng không sáng chói là tại sao? Cái thời gian mà máy bay cập vào cái chỗ terminal á, cái chỗ gọi là cái chỗ phi trường á, cái thời gian mà họ cho khách hàng xuống và cho những khách hàng lên á, là ngắn nhất so với những công ty khác. Và cái thời gian mà họ bỏ hành lý xuống mà bỏ hành lý lên cũng ngắn nhất. Thời gian mà cất cánh hay là đáp xuống cũng là đúng giờ nhất. Thành ra mỗi tí mỗi chút, hãng công ty, chúng ta nên nhớ rằng cái lợi nhuận, có nghĩa là profit của một hãng hàng không nó chỉ cao lắm là 13%, 15% thôi, không có nhiều hơn nữa. Của Hoa Kỳ, tôi nói tình hình của Hoa Kỳ. Thành ra mỗi một tí chi phí là cần quan trọng. Việt Nam Airlines nên theo những bước đó để tái cấu trúc thật. Vâng ạ. Có lẽ là Việt Nam Airlines thì họ cũng sẽ phải đi tham khảo tất cả những cái bài học của các nước, trong đó có những cái bài học của Mỹ, và hy vọng rằng là họ sẽ học được những cái bài học tốt, và hy vọng rằng là những kiến thức cũng như là những phân tích của giáo sư tiến sĩ cũng sẽ góp phần nhất định vào cái việc sửa đổi cho họ. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng hết giờ, và rất là cảm ơn quý vị và các bạn vào cái dịp cuối tuần ở Việt Nam, vì là đêm khuya cũng vẫn rất là nhiệt tình theo dõi và tham gia vào chương trình của chúng tôi. Rất là mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi và like, share và đặt những câu hỏi thú vị để chúng tôi có nhiều ý tưởng thực hiện những cái chương trình ngày càng bổ ích cho quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả, khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và xin chào tạm biệt. Xin chúc quý vị và các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ ạ. Vâng. Nếu quý vị tiếp tục vào và hỏi những câu hỏi trực tiếp vào trong đề tài này, trong vòng mấy ngày tới tôi sẽ trả lời ở trên kênh, ở trên mạng, thưa quý vị. Xin hẹn vào tuần sau. Xin chào tạm biệt ạ.